Vừa qua, vào ngày 16 tháng 12, tại Nhà hát Quân đội, thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ công bố top 10, top 100 thương hiệu uy tín quốc gia, sản phẩm, dịch vụ vàng vì người tiêu dùng năm 2023. Hiện tại VIP được định vị là một chuỗi siêu thị đồ chay, dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Và trong thời gian tới, VIP mong muốn hướng tới những sự kiện, chương trình cũng như là các hội thảo để chia sẻ về dinh dưỡng thuần chay, làm sao để cho mọi người có thể đảm bảo được tính chất về dinh dưỡng nhưng mà vẫn giữ được nguyên sự tự nhiên từ các thực phẩm của Việt Nam cũng như là nước ngoài. Khi lựa chọn đầu vào về sản phẩm, VIP đã nghiên cứu và cùng với cả các chuyên gia tạo ra những cái công thức rất là đặc biệt với nhiều ưu điểm khác nhau, đặc biệt là rõ nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo được tính an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong thời gian tiếp theo, chúng tôi mong muốn kết hợp cùng với cả các chuyên gia dinh dưỡng tạo nên những sự kiện để có thể phổ cập, lan tỏa những cái kiến thức về chay dinh dưỡng tới thật nhiều người dân Việt Nam hơn nữa. Vinh dự được công nhận top 10 thương hiệu uy tín quốc gia là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Be Happy Việt Nam trên hành trình mang đến các sản phẩm, dịch vụ tốt cho sức khỏe. Với sứ mệnh trở thành hệ sinh thái sức khỏe trọn vẹn, Be Happy không chỉ phát triển ở trong nước mà còn vươn ra thế giới nhằm kiến tạo một cộng đồng, một môi trường tích cực và năng lượng.